Hello, xin chào các bạn. Rất vui chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Ngày hôm nay Lâm xin trở lại với các bạn một mẫu nước hoa dành cho nam, đó chính là nhà Dior Fragrances, một trong những dòng nước hoa mà Lâm rất là tâm đắc và thật sự rất là nôn nóng muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì cái lý do là ngày hôm qua do bận việc ship hàng, cũng giống như là baby, ở nhà có baby thì lúc nào cũng bận rộn, cho nên Lâm không thể nào mà giới thiệu các bạn được. Mặc dù Lâm rất là muốn, rất là nôn nóng để mà giới thiệu các bạn như là những gì mà Lâm đã hứa. Với lại là cái mẫu nước hoa này là dòng full box, khó lòng mà để mà khui hộp và giới thiệu. Tuy nhiên là vì muốn chia sẻ những cái nét hay những cái điều tốt đẹp trên tất cả các bạn, cho nên Lâm cũng sẽ tiếp tục khui hộp và giới thiệu các bạn ha. Thì cái mẫu Dior Fragrances này nó được ra mắt vào năm 1988, có thể nói là một trong những cái dòng nước hoa khá là lâu đời của nhà Dior, và tính ra tuổi đời thì nó cũng bằng tuổi với Lâm. Thì Lâm thấy nó có một cái nét rất là hay, một kiểu trang đẹp, một cái nốt hương đẹp và những cái gì mà nó mang đến cho mình hoàn toàn xứng đáng với tầm giá. Với lại là nếu mà nó được đặt lên bàn cân để mà so sánh với Dior Sauvage thì Lâm thấy là nó giá tốt hơn, giá cực kỳ là tốt hơn. Tuy nhiên nếu mà nó sẽ hiếm hàng hơn là Dior Sauvage. Dior Sauvage chúng ta dễ dàng tìm kiếm, nếu mà chỉ là tìm kiếm trong những các store, các shop á, thì cái Dior Fragrances nó hiếm hàng hơn. Và nó có thể nói là một trong những dòng nước hoa mà để những cái người sưu tầm thì mới kiếm nó thôi các bạn. Đây là cái hộp trên tay của Lâm đây, đây là Fragrances nha các bạn. Đây, và còn tem code nha các bạn, còn tem để mà tem code luôn nha các bạn. Và trên đây cũng còn tem full seal ha. Nói chung là chai bên Lâm là full seal. Thì cái chai này thường thường á, nó có 100ml thôi, nhưng mà cái chai trên tay của Lâm á là dành cho các chiếc da ha các bạn. Cái chai trên tay của Lâm là tới 200ml lận, nó double so với cái bản 100ml, hoàn toàn ngợi hơn. Và đây là chai trên tay của Lâm đây. Đây là Dior Fragrances. Thì nó không biết là nó cái kiểu thiết kế chai này các bạn nhìn thấy thế nào. Vào những năm 1988 á, thì đây là một trong những cái kiểu thiết kế chai khá là cổ điển và nó rất là phổ thông. Tuy nhiên ở tại ngay thời điểm này năm 2018 thì nó là một cái kiểu chai mà Lâm đánh giá là khá là đẹp so với những cái mặt bằng chung. Nếu mà Blue hoặc là Versace thì làm những cái kiểu chai cho nam á, thì là một cái kiểu chai khá là vuông vức và nam tính, đầy góc cạnh. Thì cái phiên bản Dior Fragrances này nó là một kiểu chai khá là hay, mà có thể nói giống như một cái quả chuông vậy các bạn. Đây, giống như một cái quả chuông vậy ha. Thì ở dưới đây nó cũng có tem rồi, các bạn kiểm tra rồi nha. Và để làm xem cái nắp của nó như thế nào. À, cái nắp của nó cũng không có 500 nha. Nếu mà Dior Sauvage có cái 500 thì cái thằng Fragrances này nó không có 500, mà nó chúng ta phải sử dụng thủ công thôi. Và ở trên cái thân nắp đó, nó cũng có logo của C&D. Có logo C&D. Và Lâm sẽ tiến hành thử mùi ngay thôi các bạn. Cái mùi là khá là tươi mới và nó tạo một cái cảm giác khá là mát mẻ. Nó khá là mát mẻ và khá là tươi mới. Nếu mà kiểu giống như là một cái chàng trai ở một cái vùng mà đầy nhiệt đới, nhưng mà lâu lâu có một cái cơn gió thoảng qua mang theo đầy những cái nốt hương của đại dương, làm chúng ta cảm giác mát mẻ. Thì Lâm có ngửi thấy cái mùi cam, chanh, xả, quýt vân vân trong đó, là tất cả những cái nốt hương mà giải nhiệt, những cái nốt hương mà phải nói là giải nhiệt rất là tốt trong những cái mùa hè và mùa nắng như thế này. Thì cái Dior Fragrances này á, với dung tích là 200ml, chúng ta có thể xịt đi dùng cho những cái ngày đầu đi làm. Nếu như là những cái người mà đi làm văn phòng á mà dùng cái mùi này thì là một cái sự thành công, cho một giống như là một cái mong ước thành công mới cho một cái ngày mới đầy năng động và quyết liệt. Một cái mẫu hương rất là nam tính, khá là chuẩn chạc, và nó hoàn toàn không dùng cho nữ được, bởi vì có một số dòng unisex mà nam dùng được thì nữ cũng dùng ché dán được. Tuy nhiên là cái mẫu này nam dùng thôi, còn nữ dùng ché không được các bạn. Nếu mà các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939010432 mà Lâm để bên dưới. Mong là các bạn sẽ tiếp tục like và ủng hộ cho mình. Vì lý do là Lâm đang ở đây là An Giang với nhiệt độ rất là nóng, hôm nay khoảng là 38 độ C vào lúc 12 giờ trưa, cho nên là Lâm không thể nào quay video clip trong cái thời điểm đó được. Thì Lâm phải chọn buổi chiều để Lâm quay. Với lại là Lâm có một cái sự trải nghiệm của mình trước khi mà Lâm gửi cái mẫu nước hoa này cho một cái vị khách của mình ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam. Cảm ơn vị khách đó đã xem video clip của mình, đã có lòng tin, đã có cái sự tin tưởng của mình qua cái cách xem video, và đã nhờ mình tư vấn và đã kêu mình gửi hàng.
và Lam rất là tin tưởng các khách hàng của mình là sẽ tiếp tục mà ủng hộ mình trong một tương lai mới. Thí dụ như là khách của mình ủng hộ hôm nay mua một chai, thì những cái dịp sau nữa nhờ bạn bè và giới thiệu thì những cái khách hàng đó đã tiếp tục ủng hộ Lâm, và Lâm rất là trân trọng và trân quý những cái đóng góp của các bạn, và Lâm không bao giờ quên những cái sự ủng hộ của các bạn. Và cũng giống như là các bạn hãy bấm nút like và subscribe cho kênh của mình. Lâm hứa với tất cả những cái uy tín của mình thì Lâm sẽ tiếp tục lấy những cái tiền mà các bạn, những cái tiền mà từ Google AdSense á ủng hộ cho mình, hoặc là tiền Google AdSense từ YouTube á ủng hộ trả cho mình á, thì Lâm sẽ lấy cái phần tiền đó Lâm ủng hộ hết cho từ thiện hết. Đó là cái lời hứa của Lâm. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái bỏ thời gian ra đã xem video clip của mình. Vì cái thời gian không cho phép nên Lâm không thể nào là nói nhiều hơn được. Mong là trong một cái không gian khác, ở một cái nơi nào mà yên tĩnh hơn và một cái nơi nào mà thích hợp hơn, thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm và những cái gì mà nói về nước hoa ha các bạn. Cảm ơn các bạn thật là nhiều, và thank you for subscribe.